Ok, hello anh em, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Cu Tài Gaming, mỗi ngày một clip leo răng nha anh em. Clip ngày tôi đi hai với lại cá anh em ạ. À à, đi hai với lại cá nha và có nhiều ông yêu cầu là lên clip âu đi âu lút skin mới mùa 34 đây đây có skin luôn anh em yêu cầu là sẽ có theo yêu cầu của anh em ok chưa anh em có clip nhớ bấm like nhớ bấm subscribe kênh này mấy ông thích có gì mấy ông cứ comment bên phía dưới rồi gánh gánh tôi làm cho mấy ông coi ok ha đấy thì từ từ thì tôi cũng trả đủ clip cho anh em thôi tại ngày tôi lên hai cái clip thôi chứ sức đâu lên nhiều à, anh em cũng thông cảm ha? sức người thì có giới thiệu ok chưa rồi, à, nhớ bấm like, nhớ bấm subscribe kênh nha. Nhớ comment phía dưới cho tôi. Rồi ai mà mua kim cương mọi viên ánh sao thì nhắn về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn em rất nhiều. Ai à, trận này thì không biết đánh sao ha. Cái con lút này à, bây giờ thì à, build theo kiểu là tốc đánh phải không ạ? À? Tốc đánh hiệu ứng chứ nó không lên chí mạng nữa. tập đánh hiệu ứng kết hợp với lại đây lưng thường sắm. Là mình thấy là người ta build theo kiểu đó mà. Nãy mình vô mình coi xét đồ top 10 thì hết mẹ nó chính thằng nó chơi ừ. kiểu này rồi ít thằng đánh tới chí mạng lắm nên là mình sẽ quyết định là mình chơi theo tóc đánh hiệu ứng nha anh em nói chung thì tùy thuộc anh em lựa chọn thôi mỗi người mỗi cách chơi mỗi người mỗi phong cách thì không ai giống ai Đúng chưa với lại game này mà tay nó gom đẹp là lụm á tay chỉ cần gom đẹp thôi là lụm farm coi chưa lên cấp 4 nữa rồi ok gần có bốn rồi lên quýnh luôn nè hai một xác ôi thằng này mới hai vậy what the fuck này bị cướp hay gì mới hai vậy ủa ủa <laughs> ủa sao nó chơi mới hai vậy alo 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 sao thằng có chơi nó mới cấp hai vậy vậy nọ vậy thì nó cút rồi Chứ bây giờ mình vô mình cướp rừng thì nó chịu sao nổi à, Mình vô mình gõ nó về nó chịu sao nổi anh em Ủa Sao nó mới cấp 2 vậy ta <laughs> Nó áp ca đầu game chấp hả Khứa này chấp hả Khứa này chấp thì chết nó rồi Lên đây lưng trước luôn không ta Rồi Bỏ đi Lính lính của mít lính của mít Đừng đụng vô đừng đụng vô Lính của mít anh em lính của mít Đụng vô là mít nó chữ chết là báo anh em là báo lắm luôn á đừng báo không lớn rồi đừng có báo rồi rùa đi ok xong con rùa từ từ sắp có cái uh, lưỡi hái mòn rồi con này được một cái là về lay game cấp 12 là siêu ngon nha anh em. Con này nó cấp 12 giống như Layla dễ làm bố á Mà bên kia nó có Layla nha, bên đây lút mấy không? <laughs> bên kia là có lút phiên bản tay dài, bên đây có Layla phiên bản tay ngắn. Hai con này chơi với nhau, cứ thằng nào cấp 12 trước thì thằng đó làm bố thằng kia. Đánh được có chơi không vậy? chơi được không vậy chơi được không vậy đang lên nè à, đang lên nè à. anh em chơi anh em chơi là có mặt tôi anh em chơi là có mặt tôi anh em chỉ cần hú một cái thôi có mặt tôi phải không ở đâu khó con cù lò đồ má quýnh tới luôn vậy à, gì tới luôn vậy quýnh gì tới luôn vậy rồi đập cái anti hơi bị đẹp luôn đập cái anti hơi bị tới một chuyện luôn lỡ rồi gõ luôn chứ anh em chứ sao chạy nữa lỡ rồi gõ luôn chứ sao chạy nữa <laughs> khó quá ta này không có con tay gơm mình không vô cũng được nha mình hơi mỏng anh em mình hơi mỏng á tầm này mình vẫn hơi mỏng nha chưa vô được anh em ơi má bốn thẳng tắp mình vẫn chết như thường đam thì to thiệt á đam thì to thiệt mà mỏng quá chưa có đồ thủ Bởi vậy đó lý do tại sao phải có cái đai lưng này anh em anh em thấy đồ không xếp đồ phải có cái một cái đai lưng để nó lấy một chút đồ châu chó chứ nó mỏng lét à nó được cái đam to thôi nó đấu thủy mà được cái đam to thôi chứ nó phải có đai lưng vô lấy giáp với kháng phép cho đam thì nó thừa anh em có thể thừa đam rồi nó chỉ cần giáp với kháng phép thôi tóc đánh với đam là thừa chuẩn bị có cấp 8 xúc con rùa đi chứ ha đợi chờ gì không xúc rùa có rùa là ngon <laughs> đợi rùa ra gõ rùa em ơi nhà giây nó có rùa ai à, pin hoài mày tuy mang rùa mà pin pin gì mày nè con rùa nè xử lý rùa trước cái đó ở đây trên đó nhịn nhục xíu đi bạn Gai gõ nó luôn chứ ra gõ nó một hai cái chứ ra gõ nó chứ ra gõ nó chứ nó đâu có chạy đâu nó đâu có chạy đâu tại mình có làm chậm mà bấm chừng phạt làm chậm rồi mở chiêu một là chạy nhanh mà mình chạy lẹ còn nó chạy chậm mà em mình gõ nó chết rồi chấp nó có chơi luôn á <laughs> chấp nó có chơi chấp nó chạy nhanh luôn á nó nhanh cũng bằng mình đâu anh em mình tầm này mình chó điên lắm này cái chiêu một này tăng tốc độ di chuyển nhiều lắm anh em má chó điên cực kỳ luôn sống này chạy qua cướp rừng nó lấy cấp 12 ha Cấp 8 là nó mất mất tầm đánh rồi. Cấp 8 là mất tầm đánh rồi, cấp 12 thì nó tăng thêm cái gì ta? Cấp 12 là tăng thêm cái gì nữa? Chứ tầm đánh là mát rồi đó. Gõ nè, gõ nè, gõ nè, gõ nè, đâu có chạy được anh em, nó có chạy được, có chơi ra mà gặp ULUT Thì đâu có chạy được. Gõ như chó vậy. Rồi tay kêu tới vậy, tay kêu chơi tới vậy. Ờ uh, support nó bơm máu. Layla có tóc biến không? Không có tóc biến mà nó nhiều bơm máu quá. Nó nhiều bơm máu quá từ 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 có đây lưng rồi có đây lưng rồi má nó bắn nó thả diều kìa đúng rồi tim lo phụ đi tim đúng rồi phải vậy chứ phải vậy chứ <laughs> mình nhây cỡ đó rồi thôi chứ muốn gì nữa đồng đội phải phụ một chút hay làm gì đó đi chứ Má à, chứ nhây mệt quá này khỏi về tóc đánh được mấy không về kháng phép cũng ok á à, bắt chiến trước ha cho nó trâu đã lên bắt chiến cho nó trâu anh em nó tăng thêm máu nữa ừ, nói chung là đang cần đồ máu đồ đam từ từ lên cũng được không cần lên đồ đam vội đâu lên những cái gì tăng máu trước đã cho trâu lên trước cái đó con này thích thì một một cái rìu thôi cũng đủ đam rồi đây một cái rìu thôi cũng đủ đam để tán rồi à. trâu yếu à nè à, gõ nè chạy đi mày chạy đi mày chạy đi cô chứ mày chạy đi à, chạy được thật à chạy thì thôi chạy thì thôi chạy thì thôi gì đâu căng chạy nhanh quá thôi bỏ chứ gì đâu căng mày Người ta ghi mà gom đẹp cái là đấm nè Người ta ghi mà gom đẹp cái là đấm nè Bắn đi AD Bắn đi AD Bắn đi AD Bạn bắn tôi gõ bạn bắn tôi gõ thấy không Bạn cứ bắn tôi cứ gõ Mặc kệ dòng đời cứ xoay Này thanh tẩy nè Này thanh tẩy nè Thanh tẩy với chúng tôi Má chip bộ kêu anh em thấy khó chịu không anh em thấy mạnh không Bao mạnh luôn anh em à Bao mạnh luôn bao lực luôn Má lực như sắm vậy Đâu lút mà nó xanh thì thôi Lấy gì tiên bạn gỡ Nó không xanh thì tiên bạn còn win được chứ Mà một khi con này đã xanh rồi thì tiên bạn chỉ có cúc thôi Rõ ràng anh em Một khi con này xanh thì tiên bạn chỉ có cúc thôi Bay màu Ok chưa Này găng bách chiến 40 sao nha anh em ơi <laughs> Nhầm xuống dưới chơi đấm chù coi Dòng lại xuống dưới đấm coi coi Rồi xong rồi đó rồi hậu lúc 12 mấy ông ơi, máu lúc 12 là sao chơi? Hỏi ngu. Hỏi ngu hậu lúc 12 rồi tiên bạn đỡ kiểu gì đây? Thêm cái bách chiến rìu cho nó rồi tiên bạn giờ đỡ làm sao? Bây giờ đỡ làm sao? Bây giờ đỡ kiểu gì? Nhấp, à anh nhấp anh đá, anh nhấp anh đá. Anh nhấp anh đá, anh nhấp anh đá, anh nhấp anh đá, anh nhấp anh đá, anh đá ai? Anh đá ai? Anh đá ai? Anh đá ai vậy? Hỏi ngu anh đá ai vậy? Hả? Đá ai vậy? Rồi bây giờ cái khu rừng là của tôi rồi anh em đầu game nó vốn dĩ đã là của tôi rồi bây giờ nó còn là của tôi ác nữa rồi tàn sát thôi tàn sát thôi tàn sát thôi bây giờ là tàn sát thôi anh em tàn sát thôi tàn sát thôi thấy thằng nào ra là gõ thấy thằng nào ra là gõ đơn giản vậy thôi anh em ok ông nào yêu cầu cái clip cái clip con Ulus skin mới thì nhớ lên nhận hàng nhá tôi trả kèo nhá <laughs> mấy ông cứ yêu cầu thoải mái rồi từ từ tôi làm cho nha chứ mấy ông đừng nghĩ mấy ông yêu cầu tôi không làm đâu có làm chứ mà từ từ thôi không có vội vàng được anh em hiểu không cái gì cũng phải từ từ hai ba ông yêu cầu ấu lút lận Đó lút cho mấy ông luôn ok chưa nhanh gọn vậy thôi trời ơi tay yêu nó gom ba à để mở tí bắn hết má nhức nách tay yêu gom ba thì thôi thì thôi team bạn đánh làm sao thì thôi nhé tạm biệt nhé người anh yêu anh chúc em vui bên người trời tôi chín ngàn người máy thằng kia nó năm ngàn tiền thôi xong game rồi nhanh gọn em ơi clip này quá hoàn hảo anh em mà quá tuyệt vời lên thêm cái gương hoàng kim nó có hút máu nó có hút máu và là giáp não đỡ chết anh em đỡ bị sốc chết à, tôi cấp mười lăm tôi toán tôi toán từng thằng từng thằng một Ê, bắn đào nhà này là bắn cũng đào đó thôi lót đi mấy ông lót gọi cho nó chắc kèo không mình chơi mình chơi chắc cú đi cá lít dạo này hot lắm nha để dài hôm nữa chắc lên clip à, con cá lít á con cá lít điệp bây giờ hot lắm nhiều thằng quýnh lắm từ nước ngoài đến đánh giải này mà đi răng đến đánh giải nhiều thằng chơi con đó lắm nên là chắc là mình cũng phải lên clip con đó thôi trời má mấy ông nhìn đâu lúc nó tán à. Ồ, nhìn nó tán hay à, chán không má nhìn nó tán chán không má nhìn nó tán đam kìa nhìn nó tán nhảy đam kìa đam cả ca cả ca đam không tán tới nái luôn không cần đồ chí mạng luôn á này lấy đồ tóc đánh thôi không nó không cần chí mạng à. đồ tóc đánh này kích với lại gậy như ý nó cũng hợp hợp anh em mà nó cũng hợp lý gom một thằng thì gõ đỡ một thằng gom thằng nào gỡ thằng đó gom thằng nào thì gõ thằng đó gom thằng nào thì gõ thằng đó rồi không cần lót luôn win mẹ rồi không cần lót luôn win mẹ rồi xong đơn giản anh em 10 phút là xong một game, biết tới 10 phút chưa nữa. Ok, anh em coi clip bấm dùm một like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương mồi viên ánh sao, nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Chuỗi xấu luôn anh em ạ. Bye bye anh em nhé. Chúc anh em một ngày vui nha. Rồi, ok. Bye bye, full đồ luôn. 10 phút 20 giây anh em.